Phong xin được chào đón quý vị khán giả cùng đến với chương trình Giác quan thứ 6. Thưa quý vị, một trưa cuối tuần nữa lại tới, chúng ta được gặp nhau trong khung giờ phát sóng 12 giờ trưa chủ nhật trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Vào ngày cuối tuần, ăn một bữa cơm với những người thân, chờ đợi chương trình Giác quan thứ 6, gặp gỡ hai thành viên nhí nhảnh đáng yêu của ban bình luận, rồi những người chơi trong chương trình để vượt qua những thử thách, để luyện xem trực giác của chúng ta có nhạy bén hay không, đã trở thành một thói quen của rất nhiều các quý vị khán giả. Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Và tuần này chúng ta gặp nhau, không chỉ riêng tôi, đương nhiên rồi, còn có thêm hai gương mặt đã quen thuộc với chương trình, đó chính là Quang Trung và Puka. Và anh thấy bắt đầu có vẻ như trang phục thì các em khác nhau, nhưng quan điểm về việc lựa chọn những người chơi ứng với ngành nghề thì ngày càng gần giống nhau, gần được khoảng 80% rồi đấy. Các em có nhận thấy điều đó không? Tụi em luôn giống nhau. Ủa, chị định nói gì? Để ý em là gì? Em nói là tụi em luôn giống nhau. Chỉ có điều tụi em cố tình làm khác vậy để cho chương trình mình nó kịch tính thôi. Không, chị định nói là hên xui lắm, lúc giống lúc không giống. Thôi cũng được. Thôi cũng được, cũng đúng, cũng hợp hợp á. Xin mời hai em về vị trí. Dạ. Vâng. Và hôm nay đến với chương trình sẽ là hai người chơi. Thưa quý vị, hai người chơi là hai ca sĩ được nhiều quý vị khán giả yêu mến. Một người thì trẻ trung, tài năng, một người thì đầy trải nghiệm vì đã là một thành viên trong một nhóm nhạc được nhiều khán giả yêu mến trước đây. Hãy cùng chào đón hai người chơi của chúng ta và xem họ là ai. Ali Hoàng Dương và Titi. Nhìn cho người anh nói trước nè. Dạ, nào, vâng. Mời Titi. Xin chào tất cả các bạn. Mình là Titi. Hôm nay mình đến chương trình Giác quan thứ 6 thì có hơi rung tí nhưng mà cũng không sao. Có anh Trung nha. Nhưng mà cũng có anh đỡ em à? Dạ, có anh dẫn dắt em à. Thực ra mà nói hôm nay anh không dẫn dắt em được. Bởi vì anh với tư cách là người dẫn chương trình, anh buộc phải công bằng, buộc phải đưa ra những nhận định rất là chung chung thôi. Còn những người giúp em ngồi ở bên kia kìa. Dạ. Dạ, vậy cho em chào lại à. Mình là Titi. Hello, xin chào Quang Trung, xin chào Puka. Đồng, lấy đồng. Dạ, rồi. Quang Dương. Dạ, lời đầu tiên thì em gửi lời chào anh Thành Trung, chào Quang Trung và chào Puka, chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Giác quan thứ 6. Và em là Ali Hoàng Dương. Em có tự nhận thấy mình là người có trực giác tốt trong cuộc sống không? Đến bây giờ thì em nghĩ là có, tại vì em là một cái người nghĩ là sau này em sẽ trở thành ca sĩ và thật sự là bây giờ em là ca sĩ. Rồi, Titi. Em có phải là người có trực giác không? Thật sự thì có đôi khi em cũng có. Ví dụ như buổi sáng mà em thức dậy thì em có cảm thấy trong người em có vấn đề gì đó, thì chiều lại hoặc là ngày mai lại là nó đều xảy ra. Sẽ có chuyện gì đó. Dạ vâng. Như vậy là chứng tỏ là trực giác của em khá tốt đấy. Dạ. Và hãy cùng xem liệu trực giác của Ali Hoàng Dương và Titi có giúp họ vượt qua được các thử thách trong chương trình hay không. Mời họ về vị trí. Đến với chương trình Giác quan thứ 6, người chơi sẽ phải vượt qua 5 vòng thi của chúng tôi. Ở mỗi vòng thi, họ sẽ phải lựa chọn một nghề nghiệp để tương ứng với một vị khách mời đến với chương trình. Và mỗi vòng thi cũng sẽ có một gói tiền thưởng tương ứng. Họ sẽ lựa chọn xem gói tiền thưởng đó là bao nhiêu cho việc mà mình đã vượt qua một vòng. Nếu vượt qua và lựa chọn chính xác thì người chơi sẽ có tiền thưởng cộng trong quỹ tiền thưởng của mình. Chúng ta có các mốc tiền thưởng đó là 1 triệu, 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu và 25 triệu. Và tôi xin được nhắc hai người chơi họ có 3 quyền trợ giúp. Quyền đầu tiên đó chính là hỏi nhanh đáp nhanh trong vòng 1 phút với người mà các bạn cảm thấy cần có thêm thông tin. Người được hỏi có quyền không trả lời nếu như câu hỏi đó quá nhạy cảm. Và các bạn có quyền thứ hai đó là loại bớt đi những người không phù hợp và không làm công việc đó. Và quyền cuối cùng đó chính là đặt ngôi sao may mắn nếu như các bạn đã tin tưởng chắc chắn với lựa chọn của mình để nhân đôi số tiền. Và lưu ý là 3 trợ giúp chỉ được sử dụng trong 3 vòng đầu tiên. Bây giờ là lúc mà chúng ta đến với 6 khách mời đặc biệt với 6 công việc khác nhau. Xin mời. Xin
việc chào đón 6 bạn đã đến với chương trình. Và chúng ta sẽ cùng nhìn qua 6 bạn đấy và đoán thử xem là ở đây gồm có những nghề nghiệp gì. Titi, có lẽ cái chị số 5, chắc có lẽ là chị đấy là thiết kế thời trang quá. Lý do? Thường em thấy những người thiết kế thời trang á, thì họ mặc một chiếc váy rất là đơn giản và có những cái tình tiết ở trên áo á, cũng rất là hay. Thì em không biết là có phải như vậy không, nhưng mà theo cái giác quan của em, có nghĩa là có cái điểm nhấn trong bộ trang phục, nhìn trông nó rất là hài hòa. Dạ. Thế còn Ali Hoàng Dương? Em thấy thì ngược lại, nếu mà nói về thiết kế thời trang thì em lại nghĩ cái bạn số 2 sẽ là thiết kế thời trang. Hai anh hay lắm, trong đây không ai là thiết kế thời trang cả. Em nghĩ là nếu mà theo đường dòng nha, từ số 1 đi lên trên xuống đây thì em nghĩ là nhân viên văn phòng, nhân viên văn phòng, nhân viên văn phòng, nhân viên văn phòng, sếp, bạn sếp. Chị thấy đúng như vậy luôn á. Khi mà cái cửa vừa mở ra chị đang, ủa, một cái công ty nào ở đây. Còn chị số 2 là bạn của chị áo vàng, đó là bạn của sếp đó. Thực ra mà nói là nhìn thì rất là khó thật. Nhưng mà theo các bạn thì số 6 là làm nghề gì, Buka? Anh này là tài xế của sếp. Lần đầu tiên anh thấy em nảy số đúng ý anh. Mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu. Vậy là cùng tần số rồi đó, anh từ từ bắt nhịp được rồi đó. Theo ý kiến cảm quan của mọi người thì đây sẽ là một công ty với nhiều bộ phận khác nhau, đúng không? Nào hãy cùng xem 6 khách mời của chúng ta sẽ tương ứng với 6 công việc gì. Xin mời. Chúng ta có tạo hình trái cây, hát logo, nhân viên kinh doanh, tổ chức cộng đồng, thuyết minh viên bảo tàng và cung phu đập gạch. Để cho hai người chơi của chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về từng khách mời đến với chương trình, bây giờ sẽ là phần tự giới thiệu của họ. Xin được mời số 1. Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Trung, không thích thả thính lung tung, tính cách cũng hơi khùng, nhưng không ganh tranh được như Thành Trung và cũng không xéo xác được như Quang Trung. Mọi người hãy tập trung vào Trung và xem Trung là ai nhé. Wow. Và hãy cùng xem số 2 giới thiệu về mình. Chào tất cả mọi người, mình là Ngọc Ánh, ngọc trong ngọc ngà châu báu, ánh trong ánh nắng ban mai. Mình rất thích cái đẹp và những người chơi xung quanh mình đều rất đẹp. Hãy đoán xem mình là ai nhé. Nói xong một cái lại quay trở về vị trí cũ như bức tượng luôn nhé. Nào xin được mời số 3. Chào tất cả mọi người, mình là Nhật Uyên. Mình đến từ mảnh đất miền Trung đầy nắng và gió. Mình yêu thích sự tự do và phóng khoáng. Và các bạn hãy đoán xem mình là ai nhé. Trời ơi, dịu dàng, nhẹ nhàng. Bây giờ sẽ là số 4. Mọi người ơi, ơi. Mình là Đông Phạm, cũng giống như cái tên của mình. Mình thích sự đông vui, ồn ào và náo nhiệt. Mọi người hãy đoán xem mình là ai nhé. Vậy là Đông Phạm xứng hai đứa mình lắm á chị. Xin mời số 5. Xin chào mọi người, mình tên là Lại Phương. Hiện tại mình là một cô gái đến từ vùng đất Hoa Vàng Cỏ Xanh Phú Yên. Mình rất là yêu thích ca hát, yêu thích du lịch và cũng rất là yêu thích trẻ con. Phương châm sống của mình đó là hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường. Mọi người hãy đoán xem mình là ai nhé. Rất là dễ thương. Và hãy cùng xem số 6. Xin chào mọi người, tôi tên Quốc Vĩnh. Tôi có một niềm mơ ước. Mơ ước của tôi là gia đình bạn bè luôn được hạnh phúc. Mọi người hãy đoán xem tôi là ai nhé. Và thông qua những thông tin mà khách mời mang lại thì chắc hẳn là hai người chơi cũng đã hình dung ra được phần nào ai hợp với công việc gì. Và trước khi các bạn đến với vòng 1 để đoán xem ai làm gì, chúng tôi xin được mời quý vị khán giả nghỉ ngơi trong giây lát. Trở lại với chương trình Giác quan thứ 6. Đây là vòng thi đầu tiên được mang tên Ấn tượng đầu tiên. Và các bạn sẽ phải lựa chọn gói tiền thưởng trước khi lựa chọn công việc. Và các bạn sẽ lựa chọn gói tiền thưởng số mấy? Số 3. Số 3. Nó có giá trị là bao nhiêu tiền? Chúng ta sẽ được biết sau ít phút nữa khi mà các bạn vượt qua vòng 1. Nhưng bây giờ là lúc mà các bạn sẽ lựa chọn công việc. Các bạn sẽ lựa chọn công việc nào? Em vừa chọn số 3 rồi, thì bây giờ anh là người chọn nghề đi. Đang phân vân với lại tổ chức cộng đồng với lại thuyết minh viên bảo tàng. Bởi vì chị số 3, chị nói chuyện rất là lưu loát và rất là văn vẻ. Đấy, em nghĩ là chỉ có trong hai cái đó thôi. Ta chọn những cái nghề nào mà chúng ta biết
là có thể có khả năng đúng. Thì em đang nghĩ là nếu mà Kung Fu Đập Gạch thì cái khả năng chính xác nó sẽ cao hơn là cái nghề mà anh chọn là tổ chức cộng đồng hay là thuyết minh viên bảo tàng, tại vì trong đây cũng có rất là nhiều người giống giống. Và các bạn sẽ lựa chọn công việc đó là chọn Kung Fu Đập Gạch. Ok, 1, 2, 3. Và các bạn sẽ lựa chọn khách mời số mấy tương ứng với công việc này? Thì em chỉ nghĩ là nếu mà cái công việc này chỉ có anh số 6 thôi à. Anh số 6 đúng không? Dạ. Khi chương trình đưa ra người to nhất là người khỏe mạnh, luôn luôn nằm ập vô mắt người chơi, nên có thể là bị lừa, nên ti phân vân với số 1 và số 4. Anh Trung nói với tiêu chí chương trình đi, đây là giác quan thứ 6, là mình phải dùng cái trực giác mình cảm nhận chứ không phải mình nhìn bề ngoài. Cho nên anh nãy giờ em muốn suy nghĩ là Kung Fu Đập Gạch là có hai người, thêm bạn số 4 nữa. Tại vì bạn số 4 đôi khi cũng có mấy người đập gạch đồ này kia nhưng mà ốm lắm. Trung nghĩ số 4 với số 6 á. Thực ra thì bạn số 4 trông khá là rắn giỏi. Đúng vậy. Trong khi đó bạn số 6 thì trông thân hình đầy đặn vạm vỡ. Họ đều có thể. Cho nên là mình sẽ phải có hai cái phương án, đó chính là bạn số 4 và bạn số 6. Đúng rồi. Và các bạn lựa chọn số? Số 4. Yeah. Kết quả chúng ta đã không có sự lựa chọn đúng ở vòng 1. Và hãy cùng xem gói tiền thưởng số 3 là bao nhiêu tiền. Xin mời. Wow. 15 triệu. Cao thứ nhì rồi đó. Không sao. Không sao, mình làm lại. Như vậy được. Là 15 triệu đã không có trong quỹ tiền thưởng của các bạn. Hãy cùng xem Kung Fu Đập Gạch đó là ai. Yeah. Chính xác, đó là số 6. Vậy là Ti biết cái chương trình này rồi. Chương trình này không phải là Dương Đông Kích Tây, mà là chương trình, là thật thà. Đôi khi người ta nói trong binh pháp, trong giả có thật, trong thật có giả, giả giả thật thật. Quan trọng là trường hợp nào thì dùng giả, mà trường hợp nào thì dùng thật. Với những người đa mưu túc trí như là Ti Ti chẳng hạn thì phải dùng thật. Bởi vì những người như thế này thì hay nghĩ có giả. Yeah. Thì lại sợ thật. Chúng tôi xin được mời khách mời số 6 tiến lên phía trước. Xin chào bạn. Tôi thấy bạn vẫn còn hơi căng thẳng một chút. Bạn đã bao giờ nói trước đông người như thế này chưa? Dạ chưa. Chưa bao giờ. Bạn đi diễn nhiều thì diễn trước đông người thì có đúng không? Có. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi? Em 28 tuổi. Hai người chơi có muốn hỏi gì vị khách số 6 không ạ? Hỏi anh là làm ở cái câu lạc bộ nào ấy ạ? Lân Sư Rồng bên Sang Anh Đường. Sang Đường. Lân Sư Rồng Sang Anh Đường. Bạn đã làm công việc này bao nhiêu lâu rồi? Em huấn luyện đập cái đá này là 3 năm. Dạ. 3 năm em mới diễn. 3 năm mới diễn. Anh biết anh có khả năng đó từ lúc nào hay là mình phải tập luyện rất là nhiều mới có thể làm được? Tập luyện rất là nhiều. Trong khoảng thời gian mình tập á, mình có gặp tai nạn gì không? Thương hay là tai nạn? Chấn thương ít thì có, còn chấn thương nặng thì chưa có. Dạ. Chưa có. Mà Ti nghe nói là cái này là mình muốn đập được cái miếng gạch hay miếng đá đó mà mình phải có công phu đúng không? Thì đúng rồi, người ta mới kêu là công phu đập gạch. Nhưng mà cái đó là mình luyện công phu như thế nào đó bạn nhỉ? Em điện khí công à. Khí công, hơi thở. Anh đập bằng cái gì anh hả? Em đập bằng ngực. À. Để cục đá ngay ngực cho búa đập vô. Các bạn đã sẵn sàng để biểu diễn cho các quý vị khán giả được xem chưa? Dạ, ok. Một tràng pháo tay. Chúng ta cùng đến với phần trình diễn Kung Fu Đập Vỡ Đá. Em nhìn được rồi. Dạ. Ồ. Y y. Đào đào đào. Thôi 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 thôi. Đào thôi, đào. Thôi đào. Thôi. Đình đúng rồi. Wow. Y. Ê.
Vâng, vừa rồi là một phần trình diễn kung fu có thể nói là khá mạo hiểm, nhưng sự an toàn là vẫn có. Xin được chúc mừng và cảm ơn các anh với phần trình diễn vừa rồi. Chúng ta cùng quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6, và đây là vòng thi tiếp theo được mang tên Cảm quan. Như vậy là ở vòng 1 thì hai người chơi đã không lựa chọn đúng và họ chưa có tiền thưởng. Bây giờ là cơ hội thứ hai dành cho họ. Các bạn hãy lựa chọn các gói tiền thưởng. Bây giờ bắt đầu số 3 thì mình lên số 4. Số 4. Và công việc các bạn sẽ lựa chọn tiếp theo sẽ là... Bây giờ ví dụ còn đông đông á, anh TT với lại Ali nên chọn những cái nghề nào mà mình cảm thấy chắc ăn rồi. Để mình loại bớt được số lượng người, sau đó mình sẽ đoán những nghề khó. Dạ. Em nghĩ là cái hát lô tô nè, trong này sẽ rất là ít người có thể có cái khả năng đó. Tại vì bên này mình nhìn một vòng thử là không có quá nhiều bạn để mà mình mặc định trong đầu mình, hoặc là mình có cái giác quan mình nghĩ bạn đó là hát lô tô đâu. Vậy thì anh nghĩ sao anh TT? Theo ý kiến của TT và Ali thì đã chọn hát lô tô. Dạ. Hãy cùng gặp gỡ những vị khách còn lại của chúng ta. Một, hai, ba, bốn, năm. Và các bạn sẽ lựa chọn ai là phù hợp với công việc hát lô tô. Theo anh Trung thì như thế nào anh Trung? Theo anh và theo em thì em nghĩ bạn số 1 có khả năng hát lô tô cao nhất. Tại vì em nghĩ với cái nét của bạn, nếu mà hóa trang lên nữ để mà hát lô tô thì em nghĩ rất là đẹp và rất là phù hợp. Ở đây có hai trường hợp chúng ta có thể cân nhắc, đó là số 1 và số 4. Tại vì hai anh nào cũng mảnh mai hết, nó không rất là khó. Nhưng mà số 1 với cái cặp đôi chân mày sắc lẹm đó thì có thể có nguy cơ hơn là anh số 4. Nhưng với cái độ dày của cái trái cổ anh số 4 thì có thể là anh là người hát lô tô rất giỏi. Cho nên bây giờ với cương vị của bình luận viên, tôi xin khuyên người chơi của chúng tôi hãy dùng quyền trợ giúp của bà Tiên đi. Theo bản thân em thì em quá là có niềm tin với bạn số 1 luôn. Tại vì trong đây chỉ duy nhất bạn đó mới có thể là người hát lô tô thôi. Nhưng mà em muốn dùng cái ngôi sao may mắn để được nhân đôi số điểm. Nhân đôi số tiền thưởng lên. Vâng. Ngôi sao may mắn được chọn, và các bạn lựa chọn số mấy sẽ phù hợp với công việc hát lô tô. Em là số 1. Số 1, nếu đã chốt hãy bấm chuông. Và bây giờ sẽ là kết quả. Yeah! Yeah! Quá tuyệt vời. Yeah. Cho em xin một cái high five. Hay quá. Hey. Ở vòng 2 thì hai người chơi đã đúng, và chúng ta hãy cùng xem gói tiền thưởng số 4 là bao nhiêu tiền. Trời đất ơi. Và số tiền được nhân đôi 1 triệu là 20 triệu. Chúng tôi xin được mời bạn số 1 đến lên phía trên ạ. Bạn giới thiệu về mình thêm một lần nữa nhé. Bạn đến từ đoàn lô tô nào, bạn làm công việc này được bao lâu rồi? Dạ, em là Nguyễn Trung, em 27 tuổi và em hiện đang hoạt động tại đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời được một năm rồi ạ. Người quen. Như vậy là ở đây là có đầy đủ nha. Trung MC, Trung diễn viên, Trung ca sĩ. Như vậy là chúng ta có một sự hội tụ ba Trung ở đây. Em thấy có một điểm chung á. Đó là... ai cũng dễ thương hết. Ai cũng chung cũng dễ thương. Cái này thì anh công nhận. Dạ. Dễ thương. Tại sao em lại đi hát lô tô? Có người định hướng cho em hay đó là đam mê và em học, em thích thì em đi theo thôi? Cái lô tô là cái đam mê mà lớn nhất của em từ nhỏ đến lớn luôn. Nhưng mà khi mà em ra trường thì em không có cơ hội để em theo cái nghề này. Tại vì lúc đó thì lô tô cũng chưa được công nhận nhiều. Lúc đó thì em làm nhân viên kinh doanh thôi. Thì em mới chuyển qua hát lô tô khoảng hơn một năm gần đây. Khi mà em thi vào đoàn thì nghề lô tô đối với em là giống như nó trong máu vậy đó. Tại từ nhỏ là em đã nghe những chị hát lô tô ở quê mình thì em rất là thích. Tại mấy chị rất là có duyên. Và chúng tôi nghĩ rằng là để mọi người có thể hiểu hơn về văn hóa hát lô tô,
thì không ai hơn hết chính là vị khách số 1 này. Và mọi người có muốn nghe hát lô tô không ạ? Có. Vỗ tay. Vâng, và sau đây là phần trình diễn của Nguyễn Trung cùng với những đồng nghiệp trong đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời. Xin mời tất cả quý vị mình chuẩn bị cho lô tô ạ. Vâng, và ngay từ bây giờ, Nguyễn Trung thay mặt cho đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới tất cả quý vị khán giả có mặt ngày hôm nay ạ. Vâng, và đồng hành cùng em là hai đồng nghiệp. Người đẹp đầu tiên, Hương Hỏa. Hương Hỏa. Người đẹp tiếp theo, Lưu My. Lưu My. Vâng, và ngay từ bây giờ, những người đẹp của chúng em sẽ rảo bước xuống dưới phục vụ những ga vé cho quý vị mình. Và quý vị mình kiểm tra giùm em trên ga vé 60 con số là đủ. Và khi chúng em kêu số, quý vị dò giùm em hàng ngang, không dò hàng dọc. Và kiểm tra giùm em luôn hàng ngang, 4 con là đủ, 3 con là thiếu, 5 con là dư. Và số lưu số mờ đổi lại cho hai người đẹp của em bên trên luôn. Và quý vị mình có vé hết chưa ạ? Đủ rồi. Và ngay từ bây giờ, quý cô chú anh chị nào mình đã có cái vé trên tay, chúng ta hướng mắt về sân khấu, chuẩn bị dò số. Số chị đây, số chị đây, cái mấy chị đây, cái mấy chị đây, mấy chị đây lắng lặng mà nghe tôi kêu cờ ra. Ra con mấy con mấy chị đây, con mấy chị đây, mấy chị ra. Cô bác nơi đây ta cùng nhau giải trí, xem hát lô tô đoàn của Tân Thời. Đoàn này của em có bao nhiêu người, toàn là tài năng hát hay văn chơi. Mời hướng mắt lên trên nghe em kêu cờ, cái mấy chị đây, cái mấy chị đây, số đầu tiên. Số đầu tiên, số đầu tiên. Lô tô giải trí mà lô tô. Quý thầy, quý cô hãy nghe mà cho kỹ. Đừng suy, đừng nghĩ để lỡ văn cờ kinh. Rồi cái bực mình nói em mà kêu lô. Còn số 4. Còn số 4, số đầu tiên, cái gạch số vô chọt, chọt vô. Còn số 4, còn số 4, còn số từ mấy gì ra, mấy gì đây, mấy gì ra. Mọi người ơi! Từ ngày hai đứa yêu nhau mà ước thật nhiều. Hey, thật nhiều. Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu. Chả ra đi đâu. Mong và hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà trên, ta mơ một thuốc liều tình. Để mình đẹp mãi có em và anh. Để mình đẹp mãi dưới thuốc liều sinh. 39 39, cái 39 mấy chị đây, cái mấy chị đây, cái mấy chị đây, cái năm gì đây, cái năm gì đây, năm gì ra. Tám ơi, tám nhiều chuyện, cái mà nhiều chuyện. Ơi tám ơi, vô duyên, hơi bị vô duyên. Con ngựa có sừng cán cuốc mà trổ bông. Mèo gái chuột bay chuyện không mà nói có. Nắng mưa vui buồn, đen trắng mà thị phi. Nhiều chuyện mà làm chi chẳng hay ho gì, đừng để bà con. Sao nhỉ? Cô bác chê cười, còn 50. Còn 50, còn 50, còn 50. Còn 50, anh Trung có đợi hay gì mà anh Trung mừng quá vậy? Đợi mày đợi mày gì ra, số gì để số gì ra, số gì để số gì ra. Cô lên số nên mẹ lao, mẹ lao mẹ lao mẹ lao, cô lên số rồi mẹ lao mẹ lao mẹ lao mẹ lao mẹ lao mẹ lao mẹ lao. 36 có tin chưa? 36, cái 36 chờ đợi chưa? Trời ơi, 4 con 4 hàng. Cái năm gì đây, cái năm gì ra, năm gì đây? 59, cuộc đời chúng mình vẫn là một giấc mộng. Đà đây gì đó. Và tình chúng mình thấp thoáng giấc mơ hồng. Hey. Thì mình hãy tìm thiệt đường mà xây mộng. Để trắng lung linh kia rồi chim xin hát vang ca tụng chúng mình. 59, 59, cái 59, 59. 59, 59, 59, hồi hộp quá. Anh chị ơi, hãy đến đây đến với em đêm nay à. Hãy hát khúc ca chờ đợi mẹ say à. Nhịp chân rộm lên, 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 ngất ngây. Con 17, con 17, con 17. 17 đâu? Con 17, cái con 17 số gì đây, 10 gì nữa đây, 10 gì nữa đây, 10 gì nữa đây. Mấy chị đây, cái mười chị đây, cái mười chị đây, mười chị ra, mười chị ra. Cổ tay em trắng lại tròn, em cho ai nắm nó mòn mà một bên à. Một đêm quân tử cận kề, còn hơn chàng ngốc dỗ về mà quanh năm. Con 15, con 15 là tâm trẻ cười hơn. Lô xe dịch chân. Trời ơi, đúng rồi. Anh Trung hay là chị Buka kinh dạ? Anh Trung mà chị Buka ủng hộ. Trời, em mời anh Trung giờ. Anh đưa vé cho anh Trung giờ em nha. Số đầu tiên 15 vừa mới kêu qua,
có 1. Số 4. Nói nhầm, có 2. 39 à. Có bao kề? 50. 50, không có là không được. Rồi, xin chúc mừng anh Quang Trung ạ. Một phần thưởng dành cho anh ạ. Quá này nè, mọi người kêu hay lắm. Hàng nào cũng có số chân á, mà số hàng. Em vậy luôn á chị. Dạ, quà của mình là gì ta? Dạ thưa, anh ấy đợi đầu rồi đó. Ủa, quà của anh đây hả? Anh lại muốn lấy em. Thôi lấy quà được rồi. Để dành em cho đoàn còn hát chứ. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một bầu không khí cực kỳ sôi động. Và đến bây giờ thì những đoàn lô tô vẫn mang tới những cái không khí này vào những ngày cuối tuần. Và chúc các bạn sẽ có thật nhiều sức khỏe. Chúc các bạn sẽ mang tới nhiều niềm vui đến cho người dân. Yeah. Quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6 và đây là vòng thi thứ 3 được mang tên Trực giác. Hai người chơi của chúng ta đã vượt qua vòng 2 rất xuất sắc, đã đúng, đã đặt ngôi sao may mắn và họ đã được nhân đôi số tiền thưởng. Lúc này họ đang có là 2 triệu. Và hãy cùng xem tiền thưởng của họ có được nhân lên tiếp theo hay không. Hãy lựa chọn gói tiền thưởng còn lại 1, 2 và 5. Trời ơi, thế anh chọn đi anh Titi. Đó, cho anh Trung chọn. Thực ra bây giờ chọn cho các em thì đơn giản thôi mà. Nó sẽ còn 5, còn 10 và còn 25. Đều là những số tiền lớn cả. Anh tự tin để lựa chọn số 1 cho các em. Bây giờ sẽ là công việc mà các em lựa chọn. Theo như anh Trung với lại Buka thì có thể góp ý kiến là chọn ngày nào không? Tôi nghĩ là thuyết minh viên bảo tàng là một nghề nghiệp mà tôi có thể đoán được là ở trong đó là ai. Cho nên nếu mà các bạn tin tưởng thì các bạn hãy chọn cái nghề đó. Trong chương trình này có một mình chị Buka là phụ nữ thôi, chị nói thì mình phải nghe. Cho nên là sẽ chọn cái nghề thuyết minh viên bảo tàng. Thế mới là thuyết minh viên bảo tàng. Đàn ông quá. Và chúng ta sẽ cùng xem những vị khách mời còn lại ai sẽ phù hợp với công việc này. Hai, ba, bốn, năm. Anh Titi, mời anh lên tiếng. Có vẻ như chị số 3 và chị số 5 thì hai chị đó có những cái lời lẽ mà giới thiệu về mình đó, nó suôn sẻ và nó thu hút người nghe. Dạ. Thì có lẽ là trong số 5 hoặc là số 3 thì theo cảm nhận của Ti là như vậy. Dạ. Em còn cũng cảm nhận y chang. Mà nếu mình chọn một trong hai thì mình loại bớt, mình dùng cái quyền mà loại trừ bớt một người. Loại trừ những người không phù hợp với công việc này. Dạ, dùng loại trừ trước nè. Quyền trợ giúp loại trừ bắt đầu. 3 với 5, một trong hai sẽ bị loại thì dễ. Không phải số 2 và không phải số 4. Thấy chương trình mình thông minh ghê không? Nghi ngờ ai thì coi như vô người đó. Mình còn một quyền nữa anh. Hỏi nhanh đáp nhanh trong vòng 1 phút. Các bạn muốn hỏi ai? Cho em xin phép đội em được hỏi chị số 5. 1 phút hỏi nhanh đáp nhanh bắt đầu. Lưu ý những câu hỏi đưa ra nếu quá nhạy cảm, người được hỏi có quyền không trả lời. Bắt đầu. Thường thì chị có thích đi du lịch không? Mình rất thích đi du lịch. Có nghĩa là chị bây giờ mỗi lần mà chị làm việc thì chị sẽ làm với lại một đoàn người hay là chỉ làm một vài người thôi? Thôi, mình chỉ đi cá nhân thôi. Cá nhân thôi hả? Chị Buka có hỏi gì không? Hỏi đi, hỏi lẹ. Một phút bạn. Chị niềng răng lâu chưa? Rồi đó. Mình mới niềng. Bộ váy này chị mua hay chị mượn? Bộ váy này em mua ạ. Bình thường công việc của chị hay mặc áo dài hay là mặc gì chị? Em sẽ phép không trả lời ạ. Chị có thể thấy nói một chưa? Câu rõ ràng. Giới thiệu về mình. Mình rất là yêu cái đẹp, mình thích ca hát và đặc biệt thích đi du lịch. Dạ, rồi em cảm ơn, em xin phép ạ. Cái giọng rất là chắc, rất là gãy gọn. Nhưng mà nè, hồi nãy á Buka hỏi là chị công việc của chị thường mặc áo dài hay mặc gì, chị không trả lời. Nó quá nhạy cảm đúng không? Chị không trả lời có biết nghĩa là không? Chị thường mặc áo dài tại vì thuyết minh ở trong bảo tàng là lúc nào người ta cũng mặc áo dài cả. À. Cho nên là đó là một dữ liệu để chúng ta có thể nghi ngờ chị là người thuyết minh viên trong bảo tàng. Em là em theo bên ban bình luận á. Còn anh thì sao, em không biết. Anh thì cũng phân vân đấy, chị số 3 rất là ngọt ngào đấy. Dạ. Nói chuyện rất là thuyết phục nữa. Ủa mà Titi, sáng nay anh dậy anh có cảm giác gì không? Có cảm giác là thua. Hôm nay hả, chắc thua rồi. Là tại vì không nghe lời tụi em đó. Thôi nãy giờ nghe mà không dám nghe. Luôn đó. Bình thường á là cái giác quan của mình nó nhạy lắm. Nhưng mà khi mà bước vô chương trình này, cái giác quan mình nó cảm thấy nó ngủ rồi. Nó ngủ mất tiêu. Sao anh? Quên luôn. Tại vì giác quan tụi em mạnh hơn, nhạy hơn. Chèn ép giác quan của anh á. Có lẽ là mạnh hơn thì mình theo cái giác quan mạnh hơn đi. Dạ. Số 5. Có gì sai chùm nó cũng vui hơn là sai lẻ. Chốt số 5 ạ. Bây giờ sẽ là kết quả.
mọi người đã nhìn thấy ban bình luận chưa? Không có, tụi em là người thông tháo. Em là người thông tháo. Em là số 1, em là người chơi số 1. Em phải là bình luận gì trơn á. Anh đã nói với em rồi, đó là phải tin vào trực giác của mình. Và đương nhiên rồi, người thuyết minh viên bảo tàng đó là cô gái dịu dàng số 3 kia. Xin được mời bạn tiến lên đây ạ. Ali thấy không? Ti đã phân vân với hai người đó và Ti nói là chị này nói chuyện rất là hay. Nói chuyện cái lúc đầu giới thiệu về bản thân mình đó, rất là cuốn hút. Em cứ nghĩ là chị này sẽ là người tổ chức cộng đồng. Bởi vì với những cái chất giọng như vậy á, là những cái chất giọng rất là truyền cảm. Nên mà đúng khi rồi, mà kêu gọi những cái điều gì đó thì sẽ rất là dễ chạm với người khác. Cho nên là em đó cũng phân vân. Và với cái chuyện mà chị Buka hỏi chị kia có mặc áo dài hay là mặc cái gì không, thì em lại giác quan em lại suy nghĩ là chắc là chị đó chắc chắn sẽ làm cái nghề thuyết minh viên bảo tàng rồi. Nhưng cũng nghĩ cuối cùng sai. Lúc này mới quan trọng đây này. Hãy cùng xem số tiền tôi chọn cho các bạn. Tôi tin là số tiền này không nhỏ đâu. Hãy cùng xem. Nghe như 25 triệu vậy đó. Như vậy là 25 triệu đã tèo. Rồi bây giờ là lúc tôi xin được hỏi bạn ạ. Hiện nay bạn đang là thuyết minh của viện bảo tàng nào và bạn đã làm công việc này bao lâu rồi ạ? Dạ, xin chào tất cả mọi người. Thì mình là Nhật Uyên và hiện tại thì mình làm thuyết minh viên tại bảo tàng quân khu 7. Và mình đã chọn cái nghề làm bảo tàng này cũng gần 2 năm rồi. Gần 2 năm. Bạn làm bảo tàng quân khu 7. Có nghĩa là những cái liên quan tới những hiện vật, liên quan tới những câu chuyện về quân đội, về quân khu 7 của chúng ta ở trong này đúng không? Và trong công việc của bạn thì điều gì làm cho bạn thú vị và điều gì là một áp lực đối với bạn? Em rất là thích cái công việc làm thuyết minh viên. Tại vì là ngay từ lúc nhỏ em đã được học, được các thầy cô giáo dạy môn sử. Cho nên em rất là thích học sử. Và em muốn làm những cái công việc nào nó gắn bó liên quan tới công việc lịch sử. Cho nên đối với em công việc thuyết minh viên nó rất là thú vị. Có nghĩa là bạn sẽ lấy cái việc lắng nghe của mọi người. Mỗi một ngày sẽ là một đoàn khách mới, mỗi một ngày sẽ là những người cần biết về lịch sử. Và bạn sẽ lấy niềm vui là những người nghe thấy hạnh phúc, có thêm thông tin là sự thú vị trong công việc đúng không? À rồi. Và chúng tôi xin được nói lời cảm ơn tới vị khách mời số 3. Cảm ơn em, chúc em sẽ có thêm những vị khách để đến với bảo tàng của mình, mang những kiến thức lịch sử để mỗi một người Việt Nam biết lịch sử của người Việt Nam. Cảm ơn em, chúc em may mắn và thành công. Cảm ơn chị. Chúng ta cùng đến với vòng chơi tiếp theo của Giác quan thứ 6. Titi và Ali Hoàng Dương. Họ đã đi qua 3 vòng thi đầu tiên nhưng mới chỉ chiến thắng một vòng duy nhất. Và số tiền thưởng lúc này đang có là 2 triệu. Chúng ta chỉ còn lại 2 gói tiền thưởng số 2 và số 5. 5 triệu và 10 triệu. Các bạn sẽ lựa chọn 2 hay 5. Thì bây giờ còn 2 ô tiếp theo thì mình sẽ... Thôi để chị Buka với Quang Trung chọn giùm nha. 1, 2, 3, số 5. Năm. Các bạn sẽ lựa chọn sẽ là gì với 3 việc còn lại? Cái chị mà thích cái đẹp và thích hát á, là sẽ là tạo hình trái cây. Chà, đúng không? Tại vì nếu đã thích đẹp mới tạo hình được mấy cái trái cây nó ra những cái hình bông hoa, con rồng này kia các thứ. Ok, tạo hình trái cây. Dạ. Tạo hình trái cây. Xin mời gặp gỡ với những vị khách còn lại. Hai, bốn và năm, các bạn sẽ lựa chọn vị trí nào cho công việc tạo hình trái cây? Mở ra là có một sự phân vân nhẹ. Em nói chị số 5 là chị tạo hình trái cây. Tại vì em thấy dáng đứng của chị bán trái cây lắm. Cho nên bây giờ em muốn tạo hình trái cây, đó là chị số 5. Dạ. Bây giờ để cho em tôi nói, chị số 5 là? Là tạo hình trái cây như lời chị em nói. Và các bạn sẽ chốt đó là? Đó là gì anh Titi? Số 5. Dạ. Yeah. Hãy bấm chuông. Bây giờ sẽ là kết quả thưa quý vị. Trời ơi. Xin người đến chi
người hứa chi, rồi nay em ra đi chẳng nói chi. Các bạn hãy nhìn đi, giá trị thật đã quay trở lại. Và lần này thì chắc là không còn gì để bào chữa nữa phải không? Em hỏi thiệt chị luôn, em tức chị quá, em không biết chị làm nghề gì mà nói tới nghề gì chị cũng cười cả. Đó là lý do vì sao mà những người như Puka rất dễ bị phân tâm. Bởi vì càng dồn ép thì chị lại càng cười, càng hỏi câu khó chị lại càng không trả lời. Cứ như thế tự biến mình nghĩ rằng là mình đúng, và để rồi ảnh hưởng tới những người xung quanh. Quan trọng bây giờ số tiền nó là bao nhiêu kia kìa. Nào hãy cùng xem gói số 5 là bao nhiêu tiền. Yeah. Không có gì, ở lại rồi. Và bây giờ là lúc chúng ta sẽ cùng xem ai mới là người làm công việc tạo hình trái cây. Xin mời. Trời. Số 4. Đó mới là người làm công việc tạo hình trái cây. Bây giờ chúng tôi xin được mời vị khách số 4 tiến lên phía trước. Bạn giới thiệu kỹ hơn về mình cũng như công việc mình đang làm cho mọi người được biết. Mình tên là Đông Phạm. Hiện tại thì mình đang làm công việc chính là trang trí cắt tỉa trái cây để mà lên những món ăn. Bạn đã làm công việc này bao lâu rồi? Dạ được 3 năm rồi. Công việc này khó nhất là cái gì? Khó nhất là tìm nguyên liệu và lựa chọn những trái cây cho nó phù hợp với lại cái mô hình mà mình tỉa. Đây là những người không thể thiếu cho một căn bếp. Một món ăn ngon rồi nhưng phải biết trình bày đẹp thì nó mới hoàn thiện. Và đây là những người làm cho món ăn hoàn thiện, không phải là về mặt vị giác mà là về mặt thị giác. Dạ. Và bạn có mang theo những cái sản phẩm của mình đến với chương trình không? Dạ có, em có mang theo sản phẩm và em sẽ xin biểu diễn. Vỗ tay. Yeah. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với những tác phẩm của nghệ nhân Đông Phạm, người làm ra những tác phẩm bằng rau củ quả. Tác phẩm quá đẹp và đầy tinh xảo. Quý vị có thể nhìn thấy ở đây rất là đẹp, với những cái dịp như là ăn hỏi hay là đám cưới. Có những cái mâm như thế này, mâm ngũ quả như này nhưng lại được trang trí và được làm theo những cái hình rất là đẹp như thế này. Bạn học nghề này trong vòng bao nhiêu lâu, Đông Phạm? Dạ, nghề này em học được nửa năm. Có nửa năm mà bạn làm được như vậy. Trời ơi. Nào mọi người hãy cùng xem này. Nửa năm để làm ra những cái này á. Mà đặc biệt hơn nữa, rất là sáng tạo này. Lại còn có cả mắt bằng đèn sáng lấp lánh để chúng ta dễ hình dung ra nữa. Đây là rồng, đây là phượng. Lại còn có cả giác quan thứ 6. Quá là đẹp luôn tên chương trình. Đây là một tác phẩm của em đúng không? Và để làm được một tác phẩm này em mất bao nhiêu lâu? Dạ 15 phút ạ. 15 phút. Vậy là em đã mất khoảng 13 phút cho những cái phần này rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Còn lại 2 phút để hoàn thiện. Dạ. Liệu em có làm được không? Dạ được ạ. Vậy thì 2 phút dành cho bạn ấy, bắt đầu. Cái tay ảnh rất là thuần thục ha. Rất là khéo luôn nhờ. Cái này mà không khéo là nó sẽ bị vỡ anh. Vỡ vì nát ngay. Vâng. Còn không khéo hơn nữa là đứt tay á anh. Sao? Vỗ tay. Như vậy là chúng ta đã biết thêm một công việc nữa trong cuộc sống. Một công việc rất là thầm lặng nhưng lại là một công việc rất cần thiết trong những ngày vui trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Cảm ơn bạn đã mang tới những món quà đầy ý nghĩa trong ngày vui của những người được nhận niềm vui trọng đại trong cuộc đời. Cảm ơn bạn rất nhiều. Dạ. Đang quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6 và đây sẽ là vòng thi cuối cùng dành cho hai người chơi Ali Hoàng Dương và Titi. Vòng thi quyết định. Gọi là vòng thi quyết định nhưng tôi có cảm giác như số phận của các bạn đã được quyết định rồi. Dạ. Bởi vì chúng ta có 5 vòng thì các bạn đã không chiến thắng đến 3. Mới có 2 triệu và bây giờ sẽ là cơ hội cuối cùng. Đương nhiên rồi, đây sẽ là gói 10 triệu. Số 2, xin mời mở ra. Bây giờ còn 2 công việc, tổ chức cộng đồng và nhân viên kinh doanh. Các bạn sẽ lựa chọn công việc nào? Hồi nãy giờ thì em chỉ là theo đội của em và em chơi chung với lại Quang Trung với lại Buka. Nhưng bây giờ, vòng cuối cùng em sẽ theo cái giác quan của em.
Đúng. Anh muốn được nghe thấy điều đó, muốn thấy em chọn điều đó, vì đó chính là tiêu chí của chương trình. Chọn tổ chức cộng đồng. Tổ chức cộng đồng. Và hãy cùng gặp gỡ hai vị khách cuối cùng của chúng ta. Những cô gái xinh đẹp, họ đang còn ở lại với chương trình. Và bây giờ thì Titi, em nghĩ là ai? Theo em đó, khi mà em đưa ra quyết định này á, cho em xin phép hỏi đội chơi với em một tí. Em nói thiệt là hơi khó đối với em, tại vì hai cái bạn này là kiểu tổ chức cộng đồng á, thì đa số là cộng đồng gì? Nói về cộng đồng á là nó phải rất là nhiều người. Tổ chức cộng đồng ở đây thì chúng ta cứ hiểu nôm na đó là những cái hoạt động thiện nguyện, là những hoạt động có ích cho xã hội, cho cộng đồng, cho số đông. Theo em á thì bạn mà mặc cái bộ đồ lụa bạn số 2 á thì sẽ rất hợp với là nhân viên kinh doanh ở những cái nhãn hàng thời trang, hay là những cái gì đó liên quan tới sắc đẹp, spa hay là cái gì đó. Còn tổ chức cộng đồng thì cần một sự gọi là đó, nhã nhặn, thùy mị, có một nụ cười rất là thiện cảm. Theo giác quan của em thì em rất là có niềm tin vào chị số 5, tại vì chị rất là phù hợp với lại cái công việc tổ chức cộng đồng này. Và quyết định cuối cùng của bạn là gì? Em nghĩ là bây giờ cái quyết định cuối cùng này á, thì anh là người lựa chọn đây, tại vì từ đầu tới giờ anh theo em với lại hai anh chị mà bình luận viên á không đúng nhiều bây á. Bây giờ như đi anh, mình lỡ mình xui quá rồi. Mình thôi may rủi đi. Anh thích số mấy? Số 10. Ali thích bên trái hay bên phải? Ali tay phải thuận hơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Số 2 đi anh. Số 2. Đây là lựa chọn của Titi bằng trực giác hay lựa chọn lại dựa vào ban bình luận? Đây là em có một cái gì đó từ cái dòng trước rồi. Thì em nghĩ là cái dòng trước là em đã theo mọi người rồi. Bây giờ dòng này em quyết định theo cái trực giác của mình. Nếu mà sai á thì là trực giác em phải về, phải tham khảo là cái trực giác của em. Và bạn sẽ quyết định số? Số 2. Bấm chuông. 2, 3. Bây giờ sẽ là kết quả. Cuối cùng thì trực giác của Titi cũng đã đúng. Và tại sao bạn không nghe trực giác của mình từ đầu, khi mà chương trình của chúng tôi có tên gọi là Giác quan thứ 6? Đấu này là em đếm mà. Và chúng tôi xin được chúc mừng 10 triệu thuộc về quỹ tiền thưởng các bạn. Tổng tiền thưởng các bạn là 12 triệu. Cuộc sống dù có nhiều chông gai, chương trình dù có nhiều thử thách, nhưng đến cuối cùng chúng ta nhận được một phần thưởng, thì đó người ta gọi là happy ending. Và xin được mời hai cô gái xinh đẹp. Thưa quý vị, chúng tôi rất là muốn nói chuyện và chia sẻ với hai cô gái xinh đẹp này. Tôi muốn hỏi chuyện bạn số 2, hiện nay bạn đang công tác, đang hoạt động trong cái tổ chức nào về cộng đồng ạ? Lời đầu tiên thì Ngọc Ánh gửi lời chào đến tất cả mọi người ạ. Trong quá trình là gần một năm đi thiện nguyện ở trên 35 tỉnh thành và có nói chuyện với hơn 16.000 tình nguyện viên là các em học sinh, thì sau đó thì anh đã có sáng lập ra cộng đồng là Xanh Việt Nam. Tổ chức này thì hoạt động xuất phát từ nước ngoài và có trên 43 quốc gia, đưa vấn đề ô nhiễm rác thải và bảo vệ môi trường vào học đường, làm những hoạt động như là tạo ra các cuộc thi trong học đường, rồi tổ chức nhiều cuộc thi cho các bạn học sinh và những buổi thuyết giảng trước trường để cho các bạn học sinh có thể hiểu ra được những cái vấn đề đang rất là trầm trọng và rất là nóng hiện nay. Hiện tại thì cộng đồng mình đang làm rất là nhiều mảng, ví dụ như là tụi mình làm rất là nhiều con cá bống ăn rác thải nhựa đặt ở bãi biển và ở trường học và các công viên, rồi làm các chương trình tình nguyện như là đổi rác thải lấy quà cho các bạn học sinh, tự mình có thể nào mà chung vui và cùng mang những sản phẩm đó. Đồng thời trong quá trình đó thì các bạn có thể vừa vui vừa học mà vừa chơi luôn ạ. Thưa quý vị, vào lúc này thì vấn nạn rác thải nhựa nó không chỉ ở một quốc gia, ở một châu lục, mà nó là một vấn nạn của toàn thế giới, của cả trái đất. Và hy vọng rằng là với những người như bạn Ánh đây sẽ nâng cao ý thức của một thế hệ trẻ tiếp theo, có đúng không Ánh? Dạ đúng rồi, rất là tuyệt vời. Và hy vọng rằng là thông qua chương trình cũng như là những người nghệ sĩ ở đây, tôi cũng rất là có mong muốn là nếu được thì sẽ tạo ra được một cái group của những người nghệ sĩ chúng tôi trong giới showbiz, bằng ảnh hưởng của mình, bằng tình cảm của khán giả dành cho mình. Chúng tôi sẽ kêu gọi mọi người để chúng ta gìn giữ trước hết là cho nơi chúng ta ở, thứ hai là cho đất nước, cho quốc gia của chúng ta, sau đó là đóng góp chung vào việc gìn giữ cho cả thế giới. Và nếu được
chúng tôi có thể liên hệ với bạn được không Ánh? Dạ, tụi em rất là sẵn lòng ạ. Rồi, ok. Và bây giờ thì chúng tôi được nói chuyện với cả bạn. Bạn số 5, bạn giới thiệu mình một lần nữa cũng như là công việc bạn đang làm. Mình tên là Phương. Hiện tại mình đang là một nhân viên kinh doanh bên mảng tiệc cưới. Bạn đã làm công việc này bao lâu rồi? Nhân viên kinh doanh thì em chỉ mới làm gần một năm đây thôi. Lúc trước thì em làm mảng event, chuyên tổ chức sự kiện. Và ngoài ra thì kết hợp song song với nhân viên kinh doanh thì em cũng có tham gia một số hoạt động về nghệ thuật như là MC và ca hát. Ai bảo sao? Em có biết không, hôm nay em chính là người làm cho ban bình luận dễ bị lừa nhất. Mất đi biết bao nhiêu số tiền đáng kể là chị hết đó chị. Cảm ơn hai bạn. Cảm ơn hai bạn. Chương trình. Chúc hai bạn những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Chúng ta cùng đến với chiếc máy ATM để cùng xem liệu hai người chơi của chúng ta có lấy được số tiền trong tài khoản của mình là 12 triệu hay không. Hiện nay trên tay tôi là thẻ ATM có tên của cả hai bạn. Đây là máy ATM của chương trình. Nhiệm vụ của các bạn đó là đưa thẻ vào máy rồi sau đó ấn một trong ba nút vàng, đỏ, xanh để kích hoạt và lấy tiền. Ba nút này tương ứng với ba trạng thái: giữ nguyên tiền, cộng thêm tiền hoặc trừ đi tiền. Hoàn toàn bằng trực giác thì các bạn sẽ lựa chọn ngẫu nhiên mà thôi. Và chọn được cái gì thì các bạn được nhận cái đó. Và tôi nghĩ là với việc trực giác đã được chứng minh thì Titi nên là người đến với phần này. Xin mời Titi. Và em sẽ muốn ấn số mấy? Thật sự thì theo em thì em ghét màu xanh, màu vàng, màu đỏ. Thì một trong hai màu này thì Ali. Theo em nghĩ như trực giác từ đầu chương trình đến bây giờ thì anh là người hãy quyết định luôn. Đừng hỏi em. Tại vì em mà nói mất công có chuyện gì đó. Mình phải tôn trọng người chơi chung với mình. Dạ, em mà xảy ra chuyện gì không hay thì về lại anh em để sức mẻ tình cảm. Cho nên là tốt nhất là anh là người lựa chọn thì em không sao hết trơn á. Có lẽ em thích màu vàng. Vậy thì bạn hãy ấn vào màu vàng. Em sẽ bấm màu vàng. Ui. Mời bạn bấm. Hãy cùng xem điều gì sẽ xảy ra. Đúng là người có trực giác. Cuối cùng cũng như đôi một lần. Sẽ có những quyết định đúng vào những giây phút quan trọng. Và hôm nay Titi đã chứng minh điều đó. 12 triệu nhân đôi 24 triệu. Đây chính là trường hợp đầu tiên được nhân đôi khi đến với máy ATM. Chúc mừng các bạn. Yeah. Hôm nay nhân vật chính là Titi. Thưa quý vị, cuộc sống này khó khăn luôn luôn trước mặt chúng ta. Không có gì là dễ dàng cả. Trong mỗi một cuộc chơi, trong mỗi một công việc, nhưng quan trọng hơn cả, sự nỗ lực, cố gắng và có niềm tin sẽ giúp chúng ta có cái kết có hậu. Và chúng tôi mong rằng trong cuộc sống quý vị sẽ có một cái kết có hậu giống như Titi và Ali Hoàng Dương ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Cảm ơn hai thành viên trong ban bình luận. Chúng tôi nghĩ rằng quý vị chắc chắn cũng đang vui giống như chúng tôi vui cùng với Ali Hoàng Dương và Titi. Quý vị hãy nhớ chương trình của chúng tôi được phát sóng vào 12 giờ trưa chủ nhật hàng tuần trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.